Nay có ông anh để lại con xe nè anh em. À, anh mở lên, anh mở lên. Anh mở lên. Con xe mấy trăm cây ta? 300 cây anh em. Xe ngay chủ nha anh em. Mới chạy 300 cây qua mình để lại cho mình. Đó, rồi, mình sẽ làm clip xe này cho anh em ha. Này là CBR 500R. 300 cây đúng không anh? Mới chạy qua luôn. Ok. 282. 282 nè anh em. Chưa bấm biển số luôn nha anh em. Rồi, để mình vô mình rửa sơ rồi mình quay clip cho anh em. Ok. Rồi. Hôm nay đem đến cho anh em một siêu phẩm luôn, phải gọi là siêu phẩm. Bởi vì sao? Bởi vì xe vừa mua từ cửa hàng về, chạy về nhà, từ nhà chạy ra dán tem chùm, dán đề can á, đề can chống chày. Từ đề can chống chày chạy về nhà, từ nhà chạy qua mình bán 200 cây anh em, chỉ có 260 mấy cây, 70 cây đó, nói chung 200 mấy cây, lấy nữa quay cho anh em xem. Có nhiều anh em á mua xe bên mình, mua xe cũ quay đầu lỗ 10 triệu, 20 triệu, khóc lên khóc xuống. Người ta mua xe tại người ta chưa chạy luôn là người ta lỗ 50 triệu nè anh em. Xe chưa chạy lỗ 50 triệu. Anh em thấy không? Còn anh em mua xe mình lỗ có 10 triệu, 20 triệu à, khóc lên khóc xuống. Người ta chưa chạy luôn, người ta lỗ 50 triệu rồi thôi. Bây giờ mình không nói nhiều nữa. Anh em ngắm xe đi rồi đánh giá ha. Rồi tiếp luôn. Rồi thì đây là con CBR 500R mẫu mới, đời mới nhất và mới mua. Chưa biển số, biển số thì ở tỉnh người ta sẽ gửi vô sau. Và xe này thì anh em yên tâm ha, mình với chủ xe là có thể hỗ trợ rút hồ sơ cho anh em nhập ở đâu cũng được. Đây bây giờ xe này nó mới quá không biết nói gì, bây giờ quay phía trước cho anh đi. Thì con này khác cái con đời trước á, là cái màu nó khác nha anh em. Cái màu nó là màu bạc, hồi trước là nó màu đen khác. Bây giờ nó tem khác rồi. Trên kính chắn gió đẹp hơn. Rồi với lại là hai đĩa. Một cặp đĩa luôn, nó giống như là Ninja 650. À vẫn ABS. Trang bị thêm upside down nữa. Rồi, ở con này thì có bảo vệ các nước thôi. Và lên cái lớp đề can chống chày thôi. Dán đề can anh em phủ lên á, đó là chỉ có gì đó đồ chơi thôi, tại xe này xe mới mà. Em quay này chó còn 7 màu luôn à, lấp lánh kim sa luôn. Thì xe này nó là xe mới luôn rồi anh em, không có còn nói gì nữa thì mở lên cho anh em coi cái đồng hồ cái. Đây đây đây, quay đồng hồ. 282 cây nha anh em. 282 cây số. Đó, bao anh em chết hẳn luôn. À đây đây là cái hộp đựng đồ người ta mới mua nè ha. Honda Big Bike. À Big Bike có nghĩa là phân khối lớn anh em. Đây người ta mới mua đầy đủ nè. À, biên nhận nè. Đây anh em thấy chưa, 192.400.000 là chưa có thuế nha, không bao gồm GAT nè anh em thấy không. Biên nhận đầy đủ lúc mua xe nè ha, là chưa có bao gồm VAT nữa nha. Xe này là vô VAT đồ hết rồi, đầy đủ hết rồi, là ra biển số là khoảng tầm 200 triệu anh em.
mà bây giờ xe này mình bán chỉ 140 mấy triệu thôi, xe chưa chạy tiết kiệm được 50 triệu, biên nhận đầy đủ nha anh em. Đó, khỏi mất công mình nói xe điêu. Cái này là gì đây? À, cái này là bill chủ xe thay nhớt rô đai lần đầu nha anh em, có nghĩa thay nhớt lần đầu khi mua xe người ta vô nhớt lúc 200 cây số nha anh em ha. Đây. Rồi. Cái này là hướng dẫn kỹ thuật khi mà mình mua xe. Cái này là chìa khóa dự phòng. Cái này là sổ hướng dẫn CB500R. Đây là thẻ cứu hộ phân khối lớn miễn phí từ hãng tặng. Rồi, những cái gì thì mình bỏ ở đây. Và mình xin phép anh em là mình sẽ cất nó vào cái hộp. Thì anh em mua xe này thì chẳng khác nào đập thùng. Anh em thấy không? Vừa chạy ra cửa hàng thôi, khỏi nói nhiều. Lỗ 50 vít. Hơn 50 vít nha anh em. Nếu mà tính luôn hồ sơ giấy tờ luôn thì con này khoảng 200. 200 thì mình bán 14 mấy thì lỗ 55 triệu. Anh em thấy không? Trong khi anh em mua con xe bên mình, ví dụ mua con này, anh em mua về anh em không thích đi nữa, anh em mới lỗ có 10% mà 230, anh em lỗ 23 triệu. Quá nhẹ nhàng. Trong khi xe lớn nha, còn này xe nhỏ nha anh em. Nếu như mà xe này xe lớn là anh em mua mới là anh em lỗ nữa. Đó, bây giờ chỉ có 140 mấy triệu anh em sở hữu xe. Biển số á thì có rồi nhưng mà ở tỉnh người ta gửi vô. Xe này là nhập về tỉnh nha anh em, nhưng mà mới mua thì nó chưa có biển số, anh em người ta chưa có làm kịp. Khi nào xong thì sẽ gửi vô, và xe này anh em sẽ giao dịch trực tiếp với chủ xe, rút hồ sơ đơn giản anh em. Tại xe chính chủ rút hồ sơ rất là đơn giản nên anh em yên tâm, khỏi lăn tăn gì nhiều. À, nó đẹp quá mình cũng không biết nói gì nữa anh em. Bây giờ nó đẹp quá mình cũng không biết nói gì nữa. Đây là CBR500R mẫu mới, nó còn có mẫu cũ nữa anh em. Mẫu cũ nó là không có một dĩ và không có phục upside down, như bên mình hay gọi là phục sida đó. Và con này trang bị vỏ Michelin nha anh em. Michelin này vỏ này rất là ok nha anh em nha. Về những cái dòng này, nhưng mà theo mình đánh giá cái vỏ này đi nắc kịch bay thì nó ngon nhất. Vỏ rất là đẹp, nói chung là xe nó mới hết toàn bộ nha anh em. Đảm bảo anh em xe mới toàn bộ 100% luôn. Mà còn có đồ chơi đó chứ, mấy đồ chơi nhỏ nhỏ ví dụ bảo vệ các nước nè, rồi dán đề can chống chày nè, đó xong. Cũng không biết nói gì hơn. Rồi, nếu mà anh em đam mê những dòng xe nhỏ hơn nữa, từ từ mình sẽ giới thiệu tiếp. Bây giờ con này bây giờ nó mới quá thì vậy thôi đó anh em. Chỉ đơn giản là vậy thôi, mình cũng chả biết nó cái gì. Một chiếc 500R đầu tiên của shop mình mới như vậy luôn, cực kỳ mới như vậy luôn. Thì nói anh em nghe, do mình sống như thế nào thì gặp người thế đó. Bán xe đẹp thì gặp những anh em đẹp. Anh em này là một người anh em theo dõi kênh của Minh Biker, và người anh em này nói anh sẽ để lại cho em và em deal một cái giá hợp lý cho anh em để anh em chơi. Và anh em à, cái này đã lỗ lắm rồi, mà anh em mà bắt giảm nữa thì chắc giảm không được anh em. Lỗ 50 mấy triệu rồi, giảm nữa thì giảm không được, cũng ép người quá đáng anh em. Vừa rắc ra khỏi hãng mà lỗ 50 mấy triệu thì anh em thấy vậy cũng ok ha. Theo mình thấy là 140 mấy là vẫn rất là hợp lý đối với anh em mới chơi, tiết kiệm tiền, tiết kiệm chi phí. Đó thì mình không nói không deal nữa. Thì điều đầu tiên mình cũng cảm ơn một người anh đã tin tưởng để lại những con xe cực kỳ đẹp tuyệt phẩm cho mình. Do cái sự uy tín của mình mà anh em tìm đến đem đến những con xe cực kỳ tuyệt phẩm. Và cũng cảm ơn những anh em trong thời gian qua đã tin tưởng mình. Thì mình sẽ cố gắng về những cái clip hay, đặc biệt xe đẹp về cho anh em, để anh em có một cái sự chọn lựa về cái xe phân khối lớn. Thì mua xe bên mình thì bên mình luôn có hỗ trợ bao đổi trả, bao quay đầu, hỗ trợ anh em sửa xe, hỗ trợ anh em bảo trì bảo dưỡng, hỗ trợ vận chuyển cứu hộ. Thì mình có xe chở xe mô tô mà anh em, mình có bán tải đồ đầy đủ thì anh em cứ yên tâm về vấn đề đó. Kỹ thuật sửa chữa nhớt nhau rồi bên mình có đầy đủ anh em. Rồi, nhưng hỗ trợ anh em úp phân khối lớn nữa. Và đây, những anh em nào đam mê xe nhỏ thì qua đây, những xe 150 mình về rất là nhiều. Xe này cũng là một anh chủ xe, chỉ có 600 cây ha. Đó, 50 mấy triệu 600 cây. Xe này là 5.000 cây, xe này 7.000 cây. Đó, anh em có sự nhiều sự lựa chọn, rất là đẹp. Xe nhỏ thì đi CBR150R là ngon, tiết kiệm chi phí, rẻ tiền. Tất cả đây là xe biển Sài Gòn ha anh em. Ba xe này xe biển Sài Gòn. Anh em có cần thì cứ liên hệ mình. Rồi, clip tiếp theo anh em đón chờ. Đó là mình sẽ quay MR15 không, R1 lần. lên R1 nè. Anh em nào tập chơi chơi con này rất là ngầu ha, R1 lần.
mình sẽ quay so sánh với lại em CBR 150R 600 cây số. Anh em nào thích thì lựa chọn ha anh em ha. Đó, rồi, chúc anh em một ngày làm việc thiệt là vui vẻ. Anh em nào mà thích cái mẫu xe siêu phẩm mới tiết kiệm tiền CBR 500R đề mới thì cứ liên hệ số điện thoại cho mình 0916640653 hoặc là tới trực tiếp địa chỉ cửa hàng Minh 106 đường Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6 để ngắm em xe này trực tiếp nhất có thể. Và nói anh em biết thì những xe nào mà Minh đăng đều là xe Minh bán, và khi Minh bán mà anh em tới trễ quá thì xe nó mất, tại vì có những anh em giống như con MT03, anh em nhanh tay quá anh em tới cọc xong rồi tới sau là chậm rồi thì mình phải chờ, nhưng mà chờ rất là lâu. Tại vì những xe bên mình là những xe phải nói anh em đẹp mà giá cả hợp lý nữa anh em. Đó anh em thấy chưa, dắt ra khỏi hãng là lỗ. Khi mà mua xe bên mình thì nó sẽ cái tỷ lệ lỗ nó sẽ ít hơn anh em à, ít hơn. Ví dụ con xe này anh em mua 140 mấy, anh em về anh em không thích, anh đi nữa anh lỗ 10 triệu, mười mấy triệu thôi. Nó rẫn rất là ít so với cái số tiền mà anh em mua xe mới ha. Thì nhưng mà mình cũng động viên anh em à, anh em mua xe mới đi, ai tư vấn thì mình nói mua xe mới chừng nào chán bán lại mình mua. Chứ mà bây giờ ai cũng mua xe cũ thì xe mới đâu mà cho anh em chơi. Thì cái mục đích của anh em mua xe cũ để làm gì, để giảm giá thành đi chút xíu. Nhưng mà đặc biệt đã giảm giá thành anh em sợ xe không ngon, nếu mà sợ xe không ngon thì qua mình, cỡ nào xe cũng ngon, anh em nhìn thì anh em biết rồi, chất lượng tuyệt vời, anh em khỏi lo. Rồi thôi, chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Thì xe nó đẹp quá cũng chả biết nói cái gì luôn anh em à. Rồi chúc anh em nhiều sức khỏe, nhớ bấm like và subscribe cho kênh YouTube của Minh Biker để đón chờ những cái clip mới. Thứ nhất là được xem xe, thứ hai là để mình tham khảo những cái mẫu nào mới, mình được thì mình mua, còn không được thì mình coi, được thì mua, không được cũng mua. Rồi bye bye anh em.